Vâng. Để chưa chưa để đâu ấy. Rồi ạ. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Đấy. 7 này. 8 này. 9 này. 10 nhá, đến cái thứ 11 thì xoa này, xoa khắp mặt nhá. Vâng. Vuốt mạnh em mang tay. Vâng. 100 cái. 100 ạ. Ừ. Mạnh ạ. Thế nhá, xong rồi đây. Đấy chưa? Rồi ạ. Xong rồi đây, vuốt mắt này. À, vuốt mắt để cho mắt sáng đúng không ạ? Đúng rồi, vuốt mắt này 50 cái nhá. 50 cái. Ừ. Vòng mắt 50 cái nhá. Vâng. Gõ mắt 50 cái nhá. Ôi. Xong rồi đưa lên đây là phổi nhá. À, mũi mũi đúng không ạ? Rồi đây, ngón tay giữa chứ đừng để cho ngón tay trỏ nhá. Vâng. Này, cũng 50 cái này. Rồi ạ. Đáng lẽ thấy lưng người ta cho lưng người ta lại đưa thẳng lên này cho nó khỏi còng lưng. Vâng. Cũng 50 cái này. Nếu mà ấy mũi như thế là nó cũng bị à, nó cũng khỏi về các cái bệnh về mũi đúng không ạ? Đấy, cả lưng rồi đấy thôi nhá. 50 cái nhá. Vâng. 50 cái thôi nữa này. Cái này này, xoa lại này này, ấn cái này trong vòng ở đây cái này này chứ không phải là cái này không đâu. Vâng. Cái bàn tay này này, nhớ nha này. Đấy. 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 50 cái nhá. Vâng. Ấy tay tay 50 cái nhá. Vâng. Xoa trán 50 cái nhá. Xoa trán này để tăng trí nhớ đấy ạ. Chưa, ta thì nhớ đằng sau cơ. Đằng sau ạ. Đây ta, xoa trán nhá. Vâng. Thế xong rồi bỏ ra để cào đầu nhá. Vâng. Cào đây, từ đây xuống đây cũng là như là lưng nhá. Từ đây xuống đến gáy này này. Vâng. 50 cái nhá. Từ đây xuống đây cũng như là từ mông này xuống chân nhá. À. 50 cái nhá. Thế xong lại từ đây xuống đây này, cái chỗ tai này xuống đây nhá. Vâng. Là từ đây xuống đây là chân đấy. Wow. 50 cái nhá. Thấy chưa? Rồi ạ. Thế, thế xong rồi mình mới năm cái rồi mới vuốt cổ. Đúng rồi, vuốt cổ, vuốt gáy. Gáy, vuốt gáy nhá, 50 cái nhá. Vuốt cổ 50 cái nhá. Vâng. Xong bắt đầu gõ răng, răng trí nhớ này, phải gõ đằng sau này. Gõ gõ ấy ạ. Ừ, đấy là tăng trí nhớ đằng sau nhá. Tay, tay thì cho vào tay nhá. Này, vâng. Gõ vào gáy này. 50 cái, đây này, cái này nhá. Gõ mạnh không ạ? Đây, đây vừa gõ. Vâng. Gõ 30 cái nhá. Vâng. Đấy, xong. Thì bắt đầu mình ngồi mình gõ răng. Gõ răng. Ừ, gõ răng nhá. Thế này này. Này, răng trên hai cái hàm răng cái chậm chậm vào. Ngậm chặt chặt vào nhau à? Ừ, ngậm chặt vào. Ngậm mồm kín vào thì nước bọt nó mới ra. Thế này nhá. Không tí cái. Nuốt cái nước bọt đấy. Chưa nuốt rồi. 30 cái nhá. Xong vòng lưỡi này, từ bên phải sang bên trái này này. Đấy, 10 cái nhá. Vâng. Ngoài 10 cái xong là vòng lại 10 cái này này. Liếm môi, nuốt nước bọt đi, lại gõ tiếp, lại cũng gõ, phải bịt mồm chặt thì nó mới có nhiều nước bọt nhá. Ừ. 30 cái nhá, xong rồi vòng từ bên phải này sang bên trái này. Đấy, từ bên trái sang bên phải này, liếm môi. Đấy, thằng nào môi bà nhìn đẹp á. Đấy, đây là xoa mặt, cháu mà xoa mặt á, phải nói cực kỳ đẹp. Yeah. Không thật mà bà nói thật chứ. Và không thế xong nhá, nó bắt đầu mới ngồi với khoanh khoanh chân. Khoanh chân. Đắp ở đằng sau này này. Vâng. Hít thở nhá. Đấy. Vâng. Hít thở này nhá, nhìn này. Dựng lên thở ra. Hít vào thở ra. Ừ, hít vào bên bên trái nhá. Hít vào, ngừng lên thở ra. Bên thế này cũng thế. Bên trái là 30 cái. Từ phải này. Đã từ giữa mặt này, xong rồi bên phải này, bên trái 30 cái. Thế xong nhá. Không, cháu phải nhớ. Cố gắng, vâng. 30 cái nhá, xong bắt đầu tập xong rồi vuốt chân này. Ừ, vâng. Đây, 20 cái nhá. Đấy, chụp đi rồi mà tẹo nó mà nhìn mà. Đấy. Cháu có gì rồi, trong đấy có rồi. Vâng, có đấy nhá. Xong bên này 20 cái nhá. Không phải chụp, cháu hôm 20 cái nhá. Vâng. Thì cháu đang khoanh chân là bây giờ cháu duỗi ra này vuốt sướng lắm. Đấy. Vâng, đúng rồi. 20 cái nhá. Hay. Sau lại một cuối cùng nữa là cháu ngồi tập xong cháu ngồi. Sao bà để cái dép của bà đâu? Này nhá, hít này. Thế này, vòng lên này, đập vào đây. À. 7 cái. Hít vào này. 7 cái. Đấy. Cứ đếm 7 cái. Rồi. Thì là xong. Thế thôi. Thế là xong bài khởi động buổi sáng. Ừ, đã buổi sáng xong rồi cháu ra cho mới uống một cốc nước này này. Uống xong rồi mới anh răng rửa mặt. Bà toàn làm như thế, bà làm từ ngày hay